Đi ăn không trả tiền. Chủ quán, cho một đĩa bánh loại thượng hạng ra đây. Dạ, có ngay đây ạ. Dạ, mời ông Sơi, bánh hôm nay rất ngon. Ngon, ngon đấy. Bánh ngon, bao nhiêu tiền một chiếc vậy ông chủ? 2 đồng một chiếc anh ạ. À. Thằng Bần, lạ nhỉ, cũng đi ăn bánh cờ đấy. Chủ quán, cho thêm chiếc bánh nữa. Dạ, mời ông ạ. À. Uống không biết nhìn đến ai cả. Chào bác Phú, đến đây ăn bánh đấy à? Bác chủ quán gói cho tôi 7 cái bánh đem về nhé. Có ngay, cậu đợi tôi một lát để tôi gói. Nay cậu Bần ăn sang thế, mua tận 7 cái bánh, cậu định ăn luôn cho cả ngày đấy hả? Không, tôi mua ăn sáng thôi bác ạ. À. Ăn sáng mà mua tận 7 cái ư? Hay cậu mua cho ai nữa? 2 cái đầu tiên tôi dùng trả nợ, 2 cái nữa là để cho vay, 1 chiếc để cho người, 1 cái tiếp theo tôi giữ không cho người, cái cuối cùng là để cho tôi, vậy chi là 7 cái. Cậu vừa trả nợ lại vừa cho vay, vừa cho người lại giữ không cho người, tôi nghe mà chả hiểu gì hết. Chẳng nhẽ mua bánh ăn mà cũng phải tính toán nhiều thế sao? Sao lại không chứ? Nếu không dùng hết 6 chiếc bánh lúc đầu thì tôi cũng không dám ăn đến cái bánh của mình. Cậu càng nói tôi càng không hiểu gì. Giải thích tôi nghe xem nào. 2 cái bánh để trả nợ tôi dành cho cha mẹ tôi, những người đã nuôi tôi khôn lớn nên người, những người đã dành hết tình yêu trong cuộc đời họ cho tôi, những người suốt đời tôi mắc nợ. Tôi biết mình không bao giờ trả hết món nợ đó, nhưng làm gì, tôi cũng phải dành những điều tốt đẹp đầu tiên cho cha mẹ. Thế còn 2 chiếc bánh cho vay? 2 chiếc bánh này dành cho 2 đứa con nhỏ của tôi. Tôi chăm bẩm chúng, dành tình yêu cho chúng. Sau này tôi về già, chúng sẽ là điểm tựa cho tôi. Tôi cho chúng vay, sau này chúng sẽ trả tôi sự hiếu kính. Vậy còn chiếc bánh cho người là sao? Sống ở đời, ai cũng có bạn bè bạn hữu. Chiếc bánh tôi dành cho người là chiếc đem đãi bạn tôi với tấm lòng vô tư trong sáng, không phải trả nợ, cũng không mong chờ được đền đáp, vì chúng tôi có một tình bạn chân chính. Vậy sao vẫn còn 1 cái bánh giữ không cho người? Đấy là chiếc bánh cho chú chó nhà tôi. Nó cũng là một thành viên trong gia đình gắn bó. Tôi chăm nó để giữ nhà, để phòng không cho kẻ gian vào làm hại tôi. Vậy chẳng phải miếng bánh đó là giữ không cho người ư? Còn chiếc thứ 7, hẳn nhiên là cho tôi. Tôi phải ăn chiếc bánh thứ 7 mới thấy thực sự vui vẻ và ngon lành được. Bánh của anh đây, còn nóng hổi đây nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi gửi tiền. Tôi xin phép về trước, chúc ông ăn ngon miệng. Công việc mới của ba. Ăn nhanh rồi mẹ chở con tới lớp nhé. Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, lâu lắm rồi con không được ba chở đi học. Ừ, ba dạo này hơi bận con à. Anh phải đi làm luôn đây. Anh ăn sáng đã rồi hãy đi. Thôi anh không ăn đâu. Hôm nay còn nhiều việc mà lại gấp nữa. Anh phải đến công ty sớm để giải quyết. Mà tối anh phải đi tiếp mấy đối tác. Không ăn cơm ở nhà nhé. Ba ơi, cuối tuần này ba hứa chở con đi chơi, ba đừng quên nhé. Ừ nhỉ, mà hình như cuối tuần ba phải đi công tác mất rồi. Đợi lúc nào rảnh ba chở con đi nha. Thôi hai mẹ con đi ăn sáng đi, anh đi làm đi. Rõ là tội, anh ấy lúc nào cũng bận rộn,
đến bữa sáng cũng không ăn kịp nữa. Cậu Bình vào gặp tôi một chút. Dạ vâng. Sếp gọi em có việc gì ạ? Cậu biết đấy, đợt này công ty làm ăn không được tốt, nhân viên thì nhiều. Vì vậy công ty buộc phải cắt giảm nhân viên. Cắt giảm ạ? Tôi biết cậu là người có tinh thần trách nhiệm rất cao trong công việc, nhưng vì tình hình bất khả kháng của công ty, tôi cũng rất tiếc khi phải để cậu rời đi. Mong cậu thông cảm cho. Sao hôm nay anh về sớm thế? Em tưởng tối anh đi tiếp khách cơ mà. Anh bị cho nghỉ việc rồi. Sao cơ? Nghỉ việc ư? Ừ, công ty cắt giảm biên chế, đội ngũ cũ bị cho nghỉ hết. Mình đã hết lòng hết sức vì công ty, vậy mà không ngờ vẫn bị cho nghỉ. Thôi, nghỉ việc này ta tìm việc khác, anh đừng lo. Ba hứa cho con đi chơi mà. Ba. Con voi to quá ba ơi. Nè mẹ ơi. Hai cha con về rồi đấy à. Mẹ ơi, hôm nay con với ba đi chơi vui lắm. Được chơi đu quay này. Được ngắm con voi to ơi là to. Ba cần mua cho con khỉ bông này nữa. Vậy à. Con khỉ đẹp quá. Con phải cho khỉ bông ngủ đây. Bạn ấy mệt rồi. Thằng bé có vẻ rất vui. Ừ, lâu lắm rồi anh không có thời gian dành cho con. Lâu lắm rồi anh cũng mới vui như vậy. Em này, anh nghỉ ở nhà cũng được 2 tháng rồi. Công việc chưa tìm được. Cứ từ từ rồi khắc tìm được việc thôi anh à. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn, kiếm việc cũng đâu phải dễ. Một mình em đi làm lo cho cả nhà, về nhà lại phải vất vả chăm con. Nhà mình vẫn còn một khoản tiết kiệm nhỏ, chi bằng trong thời gian chờ tìm việc, anh ở nhà trông con, vừa bớt được khoản tiền đi lớp của cô Tin, vừa đỡ đần em được việc nhà. Anh không cần phải lo chuyện đó. Anh là người có năng lực, sớm muộn anh cũng sẽ tìm được việc thôi. Anh cần phải lo cho sự nghiệp. Bấy lâu nay anh đã lao đầu vào công việc mà không có thời gian dành cho cả nhà. Anh nghĩ đây cũng là cơ hội cho anh rèn luyện, để anh có thể chăm lo cho gia đình, chăm sóc cho cô Tin, cho con có những khoảng thời gian vui vẻ. Anh nghĩ được như vậy thì tốt quá rồi. Ba nấu ăn giỏi quá. Hai cha con đang nấu món gì thế? À, mẹ về rồi. Mẹ về xem ba nấu ăn ngon chưa nè. Chà, thơm quá. Ba con thành đầu bếp cừ khôi hơn cả mẹ rồi. Em à, trải qua bao công việc, giờ anh mới thấy một công việc mình yêu thích và ý nghĩa như vậy. Vậy ư, việc gì thế anh? Việc đó là làm ba. Làm ba ư? Đúng vậy, đây là công việc mà từ trước đến nay anh đã bỏ trễ. Bây giờ anh mới thực sự hiểu được giá trị của nó, niềm vui mà nó mang lại. Đây là công việc mà anh phải thực hiện thật tốt trong khi chờ tìm được việc làm mới. Chúc mừng ba có công việc mới. Em cũng có tin vui cho anh đây. Bạn em ở công ty Ánh Dương vừa báo tin công ty đã nhận anh vào làm rồi đấy. Chỉ may là giấy báo sẽ gửi anh thôi. Ồ, vậy sao? Từ nay ngoài công việc ở công ty ra, với công ty ở nhà, anh cũng sẽ cố gắng trở thành một nhân viên mẫn cán, xây dựng công ty gia đình mình ngày một hạnh phúc. Cần sự tập trung. Ta vào học được nửa tháng nay rồi mà thầy vẫn cứ dạy mãi một bài đầu về sách lược. Đúng vậy, tớ học thuộc lòng đến vắt ngán đến nơi rồi. Môn võ cũng vậy, mãi thế đứng tấn với mấy bài quyền khởi động, thật chán chẳng buồn tập. Tớ nghe nói bọn học trò thị trấn bên cạnh đã múa được bài quyền hoàn chỉnh rồi đấy, lại còn được học thêm rất nhiều kiến thức về y học nữa đấy. Thôi mở sách ra ôn bài đi, không thầy vào bây giờ. Các trò đã ôn bài kỹ chưa? Thưa thầy, suốt 2 tuần qua, cả môn văn lẫn môn võ, thầy chỉ dạy chúng con có một bài.
Học đã thuộc lòng hết cả. Đến bao giờ thì chúng ta có thể chuyển đến bài mới thưa thầy? Chúng ta sẽ chuyển đến bài mới khi nào các học trò có thể thực sự hiểu hết những gì thầy truyền dạy và kiên trì tập luyện đến mức tốt nhất. Thưa thầy, con thấy đã học tốt nhất rồi, kỳ thi chưa tới. Nhưng cứ học thế này thì chúng con sẽ chẳng học được gì nhiều. Phải đấy, chúng con muốn thầy dạy thêm nhiều bài học khác nữa. Được, vậy hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang một bài học mới. Các trò hãy đứng dậy theo thầy xuống khu rừng dưới chân núi. Đi nào, tuyệt quá! Hôm nay, thầy sẽ giao cho các con một nhiệm vụ là dùng chiếc gậy tre để bắt ve. Kết thúc công việc, thầy sẽ giảng cho các con một bài học mới. Bắt ve ư? Trò này dễ ợt à? Nào, nhanh lên, không cần hỏi nhiều, các con cứ làm theo lời thầy. Mãi mới được có 5 con, không ngờ công việc bắt ve này cũng khó quá. Các con có thể tham khảo cách bắt ve của cụ già phía bên kia kìa. Giỏi quá đi mất. Ông ơi, làm sao mà ông có thể bắt được nhiều ve đến thế? Trông đơn giản như ông dễ dàng nhặt cái gì đó ở dưới mặt đất lên vậy. Phải đấy. Trong khi chúng cháu chỉ mới chạm cây gậy vào là chúng bay đi mất. Thời điểm bắt ve là mỗi khi vào hè. Khi bắt ve, đừng vội vàng mà phải kiên nhẫn. Khi thời điểm đến, phải tận dụng thời gian để bắt được càng nhiều ve càng tốt. Nếu không phải đợi đến tận sang năm. Khi ta mới bắt đầu bắt ve như các cháu, ta cũng thường xuyên bắt trượt đấy. Vậy ông làm thế nào để bây giờ có thể bắt được chính xác như vậy? Sau đó, ta quyết định tự rèn luyện ta, đặt một viên bi nhỏ trên đầu gậy và cuối cùng, ta cố gắng giữ cây gậy sao cho viên bi không rơi xuống. Đặt một viên bi trên đầu cây gậy sao? Lúc đầu, ta đặt một viên bi trên đầu cây gậy. Ta mất một vài tháng để làm điều này, để có thể giữ cố định được viên bi trên đầu gậy. Khi đó, ta có thể giữ gậy đúng với vị trí ta muốn, rồi quyết định đặt 2-3 viên bi, rèn luyện một cách kiên trì. Không kể ngày tháng, thì việc bắt ve trở nên dễ dàng như thế này đó. Thật tuyệt vời, không thể tin ông có thể làm được điều đó. Các em hãy nhìn kỹ dáng vẻ của ông lão khi bắt ve. Người ông bất động như một khúc gỗ vậy. Đúng vậy, ta giữ chặt cánh tay mình. Cho dù trời đất thế nào, mọi thứ xung quanh không làm ta chú ý, ta sẽ không nhìn thấy gì ngoài đôi cánh con ve ta muốn bắt. Ta chỉ hoàn toàn để tâm vào con ve. Tài nghệ của ông lão thật đáng khâm phục. Đúng vậy. Sao thầy không dạy bọn trẻ sách vở, lại quan tâm đến chuyện bắt ve đứt đổi bình thường của tôi vậy? Không phải là chuyện bình thường đâu thưa lão. Công việc của cụ đã đến mức người khác phải thưởng lãm và cảm phục rồi. Thôi, thế này là tạm đủ rồi. Lão phải về đây. Chào thầy và các trò. Chào ông ạ. Các trò đã hiểu ra bài học hôm nay thầy đưa ra không? Bài học về sự tập trung và nỗ lực thưa thầy. Đúng vậy. Chỉ một công việc rất bình thường, nhưng ông lão đã kiên trì, tập trung cao độ để rèn luyện đạt tới cảnh giới thần kỳ. Các em cũng vậy, thầy muốn mỗi một bài học cần phải được tìm hiểu cặn kẽ đến tường tận mọi vấn đề, sau đó mới chuyển sang bài học mới được. Chỉ khi chính mình rèn luyện mình thật khắt khe để thực sự giỏi ở một lĩnh vực trước đã, rồi hãy tham vọng tìm hiểu kiến thức mới còn hơn là cái gì cũng biết mà không thực sự giỏi và nổi trội ở một lĩnh vực nào cả. Đó chính là bí quyết thành công hơn người. Các con hiểu không? Hóa ra nguyên do mọi chuyện là vậy. Không ngờ sự việc bắt ve đơn giản mà trong đó lại chứa đựng câu chuyện ý nghĩa đến như vậy. Bài học hôm nay đã hết. Mai chúng ta sang bài mới nhé. Dạ.
10%. Mẹ, mẹ đừng khóc. Nhớ bảo trọng, giữ gìn sức khỏe con nha. Mẹ, mẹ yên tâm, đừng lo cho con. Thôi, con đi đây. Mẹ xin lỗi con trai, nếu không vì nhà ta quá nghèo, con đã không phải bươn chải sớm vậy. Cháu xin lỗi, cháu vô ý quá, cháu nhặt lại ngay ạ. Xem ra cậu từ nơi khác tới. Dạ, cháu vừa mới đặt chân tới New York được 1 giờ đồng hồ. Cháu lên đây để kiếm việc. Chàng trai, thế thì cậu gặp may rồi đấy. Ta đang cần một người thợ làm xà phòng khỏe mạnh, nhanh nhẹn. Xem ra cậu cũng có vẻ cẩn thận. Ừ, thật thế ạ? Ông nhận cháu vào làm ư? Cháu cảm ơn ông. 1 tháng sau, 10 đô, tháng lương đầu tiên của cậu. Ta rất hài lòng về sự chăm chỉ và thật thà của cậu. Ôi, cảm ơn ông. Cháu sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Thưa cô, cho tôi xin một tờ khai. Tôi muốn gửi tiền về nhà. Đây ạ. À. Mẹ, mẹ ăn đi cho đỡ đói. Cảm ơn con. Mẹ, mẹ ăn hết đi. Đội ơn bà thật tốt bụng. Chúng ta tuy nghèo khổ, nhưng còn nhiều người nghèo khổ hơn chúng ta gấp vạn lần. Nếu có thể, hãy biết chia sẻ với họ, con trai à. Thưa cô, tôi muốn gửi 9 đô về địa chỉ này. Thủ tục của ngài xong rồi ạ. Cảm ơn anh. Thưa ông, tôi muốn góp 1 đô nhỏ bé của mình giúp những người nghèo khổ hơn mình. Việc này không phiền gì chứ ạ? Ồ, sao lại phiền chứ? Chúng tôi hoan nghênh mọi tấm lòng thiện nguyện. Mời cậu ghi tên và số tiền vào đây. Mời cậu bỏ tiền vào hòm đây. Chàng trai, tôi rất ấn tượng với việc làm của cậu. Chắc hẳn cậu cũng không có một cuộc sống quá dư dả, nhưng vẫn biết nghĩ tới người khác. Tôi học được điều này từ mẹ mình, người luôn có tấm lòng nhân ái. Vì vậy, từ giờ trở đi, tôi tự hứa sẽ luôn trích 10% số tiền lương của mình để làm công việc ý nghĩa này. Hôm nay là ngày nhận tháng lương đầu tiên của tôi. Ồ, vậy sao? Cậu làm việc ở đâu? Thưa ông, tôi làm việc ở xưởng sản xuất xà phòng cuối phố. Vậy thì tôi muốn ký hợp đồng cung cấp xà phòng với xưởng của cậu. Thật vậy sao? Phải thú thật rằng, đây là hợp đồng mà tôi thấy hào hứng nhất. Cảm ơn ông rất nhiều. Ồ, chào ngài Peter, rất vui được gặp ngài ở đây. Ồ, chào bà Jane, rất vui gặp lại bà. À, tiện đây, nếu nhà máy của bà cần tìm xưởng cung cấp xà phòng, thì tôi nghĩ chàng trai trẻ tốt bụng này có thể giúp đấy. Thật vậy sao? Nếu đã được ông giới thiệu, thì tôi rất lấy làm yên tâm. Chào cậu. Chào bà, rất vui được nói chuyện cùng bà. Dần dần, xưởng sản xuất xà phòng của cậu nhận được hợp đồng từ những nhà máy lớn. Chàng thanh niên tốt bụng, một ông chủ giàu có sau này, vẫn luôn giữ thói quen dành ra 10% những gì mình kiếm được cho từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn. Con số dần lên 20%, 30% và cuối cùng là 50%. Ông chủ ấy chính là William Colgate, lòng tốt khi cho đi một cách vô điều kiện, luôn nhận lại được những điều xứng đáng. Bông cải xanh và bụi cỏ dại.
đã sáng rồi đấy. Mặt trời lên cao từ lâu rồi cô gái nhỏ ạ. À, đúng là bóng cải ham ngủ. Gì mà ồn ào thế chứ? Ồ, xem kìa, một cậu nhóc mới đáng yêu làm sao. Đúng là điềm lành, điềm lành. Tôi có thêm bạn ở đây này mọi người ơi. Ơ da. Hừ, gì mà cậu phải nhặn lên thế? Chúng tôi cũng có giống cậu đây này. Ồ, đó là những bụi cỏ dại thôi. Rồi đến ngày làm vườn, chủ trại sẽ nhổ hết chúng đi thôi. Hả? Nhổ mình đi á? Bắt cà chua, nhổ hết đi là sao ạ? Vì chúng là cỏ dại, cháu không biết chứ cỏ dại mọc lên chẳng phải điềm lành gì đâu, mà chúng sẽ hút đi mất nhiều dinh dưỡng ở đất khiến chúng ta không phát triển được. Làm sao có chuyện đó được chứ? Nó chỉ là đứa nhóc bé tẹo thế kia, còn đất thì có thiếu gì đâu mà ảnh hưởng khiến chúng ta không phát triển được. Để rồi mai này cháu sẽ thấy. Chị bông cải, em có làm gì đâu, sao lại bị nhổ đi chứ? Em sợ lắm. Nín đi, chị sẽ không để họ nhổ em đi đâu. Bông cải, cháu không giữ cỏ dại lại được đâu. Ồ, cháu sẽ bảo vệ em ấy đấy bác ạ. Chủ trại đến nhổ cỏ rồi mọi người ơi. Chị bông cải ơi, làm sao bây giờ? Em đừng sợ, cứ ở yên đó. Đừng. Chú trại đi rồi, may quá. Bông cải xanh, cháu định bao che cho cỏ dại đến khi nào. Cháu càng giữ nó lại thì sẽ càng chỉ có hại cho cháu thôi. Bác cứ nói thế, cháu nhất định không để chủ trại nhổ em cỏ của cháu đâu. Thời gian sau. Hơi, vướng víu quá. Cứ bị chắn bên trên thế này thì làm sao mà mình vươn lên được chứ? Kìa nhóc con, em chịu khó chút chứ. Nếu vươn ra ngoài chủ trại thấy em thì sao? Em giờ cao lớn, tươi tốt thế này, lẽ nào chủ trại lại nhổ bỏ em? Có chị gầy gò mới bị chủ trại nhổ đi đấy. Cậu cỏ kia đúng là quá đáng. Bông cải đã che chở cho cậu từ bé mà cậu lại nói thế à? Đành đằng chị ấy đã giúp cháu, nhưng chị ấy ở bên trên che hết nắng, hết mưa của cháu. May mà cháu vẫn lớn được đến bây giờ. Từ giờ cháu sẽ chẳng cần và không nấp dưới bóng của chị ấy nữa. Chắc hẳn chủ trại sẽ nhổ bỏ chị bông cải gầy gò cho mà xem. Thế là mình sẽ được sống thoải mái vươn lên rồi. Hả? Sao lại có bụi cỏ lớn thế kia? Không, chị bông cải, cứu em với. Xem kìa, mày bị cỏ hút mất dinh dưỡng đến mức héo úa thế này đi. Từ giờ thì sống khỏe mạnh và nhanh lớn nhé. Kìa bông cải xanh, em cũng nghe người chủ trại nói rồi đó thôi. Em còn buồn gì vậy? Bông cải xanh à, bác biết cháu vốn lương thiện và yêu quý cậu nhóc cỏ dại. Nhưng hãy nhìn cháu xem, trước tiên cháu phải làm điều đúng đắn cho bản thân mình đã. Sinh ra là phận cỏ dại, nên mình phải nhận kết cục thế này đây. Cỏ dại à, kết cục này là không thể thay đổi được. Cậu đã lấn chiếm hết chỗ của người khác. Đã vậy, được cải xanh che chở lại còn vô ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn, còn than trời trách phận gì nữa. Còn bông cải xanh, đừng có trao nhầm tình yêu thương vào những kẻ như cỏ dại. Đừng buồn cháu nhé. Vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.